Sat Nam, phần này Yoga Cùng Tiên sẽ xin hướng dẫn bài tập này tên là Hatha Aerobic Kriya, dành cho những ai không có thể đi ra khỏi giường hoặc là không có di chuyển được mà phải ngồi ở trên ghế hoặc là ở trên giường, thì vẫn có thể tập những cái bài tập để giúp cho mình tăng cường sức khỏe và cái sức đề kháng, giúp cho mình có cái hệ miễn nhiễm rất là tốt, đồng thời cũng giúp cho mình cái tâm của mình nó nhẹ nhàng thoải mái và mình tinh thần mình nâng cao và vui vẻ. Tiên xin chỉ dẫn cái bài này rất là chậm để cho các bác dễ theo, và bây giờ mình hãy bắt đầu. Cái bài này mình có thể ngồi ở dưới đất hoặc là trên ghế hoặc ở trên giường đều tập được ha. Và Tiên có cái video mà mình tập đứng, thì xin các bác tìm cái video đó ở trên cái kênh YouTube. Và bài này thì dùng cái tiếng gọi là HAR, H-A-R, và khi mình nói chữ HAR thì cái bụng của mình rút vào rồi mình thả ra ha. HAR, rồi mình thả ra HAR, HAR, HAR. Và nếu mà mình không có cử động tay được luôn đó thì mình chỉ tập và cái tiếng không á là cũng là có sức khỏe rất là nhiều, tại vì cái vùng bụng của mình là nơi mà có 72.000 cái kênh tuyến giúp cho mình nạp năng lượng và giúp cho mình có cái hệ tiêu hóa thật là tốt, và khi hệ tiêu hóa của mình mạnh khỏe đó thì mình cũng có sức mạnh, có sức khỏe rất là dồi dào. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu, thì cái động tác đầu tiên mình sẽ giơ tay qua khỏi đầu và mình vỗ tay ở phía trên đầu 8 lần ha. Mình sẽ vỗ 8 lần và mình nói chữ hệt như thế này. Hệt, 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 hệt. Rồi mình hạ tay xuống, mình vỗ tay ở trên giường hoặc là ở trên đùi của mình hoặc là ở dưới sàn 8 lần và mình cũng nói chữ hệt. Hệt, 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 hệt. Sau đó mình dang tay ngang ra bằng với lại vai của mình và mình đưa lên khoảng 30 độ rồi mình hạ xuống 30 độ, và mỗi lần như vậy đó thì mình nói chữ hết 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 hết. Sau đó đó là mình sẽ bắt chéo tay, nếu mà mình không có bắt chéo chân được luôn đó thì mình chỉ cần làm tay thôi cũng đủ rồi, thì mình sẽ cái tay mình sẽ bắt chéo thay phiên nhau ha, tay mình trước mở ra xong rồi khi mình đóng lại mình lại xuống dưới đó, thì cũng 8 lần như vậy. Hết 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 hết. Rồi sau đó đó mình sẽ nắm cái bàn tay phải lại và giơ ngón tay cái lên như thế này và đưa ngang ra, còn cái tay bên trái đó thì mình cũng nắm lại và giống như là mình giương cung vậy đó, và mình sẽ nghiêng người sang bên phải 8 lần và mình cũng nói chữ hệt 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 hệt. Sau đó mình quay sang bên trái và mình cũng nghiêng người sang bên trái, mắt của mình thì nhìn xuyên qua cái ngón tay cái của mình, cũng 8 lần. Hết 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 hết. Sau đó mình trở lại chéo chân, chéo chéo cái tay của mình 8 lần. Hết 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 hết. Sau đó mình giơ tay cao lên qua khỏi đầu và mình sẽ ngửa người ra phía sau 8 lần. Hết 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 hết. Rồi mình trở lại chéo tay 8 lần. Hết
hận 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 hận. Sau đó mình giơ hai tay lên và nghiêng sang bên phải 4 lần. Hận 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 hận. Nghiêng sang bên trái 4 lần. Hận 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 hận. Và đó là hết cái chuỗi các tư thế của cái bài Heart Aerobic Kriya. Và bây giờ mình sẽ làm với nhạc một chút xíu. Và nếu mình có giờ đó thì mình làm từ 3 chuỗi cho tới 5 chuỗi là mình có thể là rất là khỏe rồi. Và cái nhạc này là tên là Prosperity Heart do cô Sanatha Mukhor hát dành riêng cho cái môn Kundalini Yoga này. Và nó rất là dịu êm. Mình bắt đầu. Heart. 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 Và xong một chuỗi, nếu mình mệt thì mình có thể dừng lại, nhắm mắt lại, hít thở sâu và đều, hít vô bằng mũi và thở ra bằng mũi. Chừng khoảng 3 hơi. Mình làm lại. Hết. 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 Hết.
hết 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 trở lại hết 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 Rồi đó là hết một chuỗi, ba chuỗi tất cả. Nếu các bác có giờ, các bác có thể làm thêm hai chuỗi nữa. Và mình sẽ rất là khỏe, và nó sẽ giúp mình lưu thông cái hệ bạch huyết của mình, và phổi cũng khỏe, tinh thần nâng cao và minh mẫn. Và tới đây con xin tạm biệt, và con xin hẹn gặp lại trong các video tới. Satnam.